Hello anh em ha, thì hôm nay á đúng ra là sẽ không quay clip. Nhưng mà tại vì chiếc xe này nó quá đẹp. Có thể nói một chiếc xe R15 rất là đẹp. Đẹp từ cái mà lên đồ chơi cho tới mặt cái ô đo đồng hồ, cho đến cái chất xe mới đều đẹp luôn. Xe giống như hãng luôn. Chủ xe là hầu như chỉ chạy từ trong hãng về, rồi xong rồi ra chỗ lên đồ chơi xong chạy về lại. Rồi bây giờ anh em ngắm xe nha, và ngắm chủ sở hữu con xe đó luôn. Rồi anh em, thì đây là con xe nó ảnh lấy trong một chiều mưa tầm tã luôn, không biết lát nữa có dơ xe không, nó chắc chắn là sẽ dơ rồi. Rất là đẹp ha, anh em quay cái đồ chơi của nó nè. Bây giờ anh em mình đi đếm đồ chơi cũng hơi bị mỏi miệng luôn á. Đếm hơi bị mỏi đúng không? Hồi đó anh tới mình, anh nghĩ là chỉ nhờ tìm giùm chiếc xe cũng đơn giản thôi, bình thường thôi. Hai anh em biết sao không anh em? Hai anh em cứ tính là mua về rồi mình lên này lên kia lên nọ đúng không? Nhớ bữa mà anh em mình ngồi trên lầu á, tính đồ đủ thứ luôn. Còn bây giờ người tính không bằng giờ tính, bây giờ lên full hết luôn rồi. Lên full hết luôn rồi. Duyên lắm mới gặp nó. Ừ, nói chung là có duyên á. Biết bao nhiêu anh em ở trên kênh á là đã hỏi em mua rồi. Em quay clip á nó dính vô. Anh em hỏi em mua. Nhưng mà đã có người cọc rồi. Thực sự là anh cọc luôn đó. Ai trả bao nhiêu cũng không bán hết, tại vì chốt nhiêu đó là chốt nhiêu đó. Thì con xe này cái mà hay của nó là xe chủ xe mới mua. Ảnh là lớn tuổi rồi, ảnh mua về chủ yếu là ảnh thỏa mãn đam mê thôi. Xong rồi ảnh mua xong rồi ảnh mới không có đi được. Anh lớn tuổi anh không đi được, cho nên là đó. Mấy anh em mình sẽ lồng cái clip qua ảnh vô đây luôn. Hôm bữa có qua nhà ảnh chơi á. Đó. Thì con xe này nè, ô đo là đúng là 183. Đúng là lúc ổng giao cho em đã 1 năm mấy rồi, em chạy em coi thử xe là thành 183 rồi. 183 mấy chục cây đó. Nhìn đi, quay gần cho anh em coi mọi thứ. Lên đồ chơi nè. Cái này là cái cạn gió hả? Cạn gió. Bảo vệ phía trước rồi, tay thắng nè, bao tay nè, gù nè. Rồi đề can nè. Ốp bảo vệ bình xăng nè, carbon nè, bảo vệ bình xăng carbon nè, bảo vệ bàn thờ carbon nè, hai chìa khóa đầy đủ nè, bảo vệ bình xăng nữa nè đó, lên capo R1 nè, bảo vệ hông nè, rồi chắn bùn nè, rồi bát biển số đúc gầm lại xi nhan xịn nè ha, rất là đẹp luôn. Lên xi nhan này rất là đẹp. Đây mở xi nhan lên cho anh em xem đó, anh em thấy xi nhan chưa? Xi nhan chạy rất là đẹp ha. Mở đèn ưu tiên cho anh em coi á, đẹp quá đẹp. Capo R1 đúng không? Akamovic đúng rồi. Đúng rồi. Tại em không đeo kính em không thấy được. Dạ em tháo kính ra, anh quay clip tháo kính ra mà. Cho anh em nghe tiếng bồ cái đi. Mình đề khai máy đi. Rồi anh đẹp bồ đi anh, đẹp bồ đi anh. Ở trong đây nó còn cái tiêu á nha. Nó rung á. Tháo tiêu ra là hết. Gắn tiêu ở giỏng á. Tiêu chỗ này nè. Tiêu nằm đây nè ha. Cái tiêu nằm chỗ đó. Về mình tháo cái tiêu ra. Anh muốn tiếng nhỏ nên anh gắn cái tiêu trong đó. Đó, có chống đổ luôn. Chống đổ Z1000 thằng thánh. Cái này gắn chống đổ Z1000 vô là thành R1005 đúng không? 1150 phân khối.
Rất là xuất sắc ha, xe rất là xuất sắc mà đồ lên là toàn đồ xịn không á, rất là ok luôn. Cái này em không có thể tìm cái điểm nào mà để chê con xe này được luôn. Đẹp thôi, con xe đẹp nhất, đẹp nhất mà em mua hồi đó giờ luôn. Đây là con xe đẹp nhất mà em mua từ đó giờ, đẹp từ trong ra ngoài luôn á, đẹp từ máy móc đến đồng hồ đo luôn. Cái vỏ này anh thấy không, liếm được luôn á, không có một vết dơ luôn, ghê thật, thiệt là ghê, thật là ghê thật. Đẹp, quay ra hình như anh em thấy odo đúng không? Giờ đâu còn gì để bàn nữa đâu anh, nói vài câu cho anh em xem kênh nghe cơ chơi coi. Quá đẹp coi. Quá đẹp thiệt luôn, không nhận mình bơi cơ kiếm xe hay thiệt, chung những người vừa có tâm vừa có tầm rồi. Rồi còn mấy cái bô dinh đồ rồi mình lấy sao đi ha, mấy cái đồ dinh rồi mình đem về sao đi, bữa nào ghé đồ dinh à? Ừ hỏi cứ để đây rồi. Ừ, cũng, cũng không cần tiếp. Ừ, rồi 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 vậy đi. Vậy cảm ơn anh em nha, cũng cảm ơn anh đã vô đây giao lưu với lại anh em xem kênh đó. Chúc mừng anh có con xe đẹp ha. Rồi bộ rất là đẹp luôn, giờ không biết nói gì hết, hai anh em không biết nói gì hết. Hồi đợt là hai anh em bàn này nọ kia khác rồi là về là anh phải lên này lên kia, rồi bây giờ về là không có tốn gì luôn mà xe mới nữa. Rồi bây giờ qua đây anh em chụp tấm hình chơi nè. Xe người ta đẹp bao nhiêu thì bây giờ chuẩn bị đi mưa là nó sẽ chuẩn bị là dính nước dính sình nè, trời ơi tiếc ghê. Không nhưng mà người ta nói lấy xe mà trời mưa là ngày tốt á. Tốt, tốt. Rửa luôn, rồi đúng rồi, mới mua là rửa luôn, về nhà khỏi rửa nữa. Mua AK carbon này đẹp quá ha. Nhìn đẹp, mới tinh luôn. Trời ơi, còn gì nữa mà bạn. Rồi, vui rồi. Má vui à, không tốn tiền lên đồ chơi luôn. Ngon từ nghỉ đen lẫn nghỉ bóng luôn, từ trong ra ngoài luôn á. Con đầu tiên mà em mua ngon vậy luôn á. Em không nghĩ mua được con xe vậy. Chứ giờ cũng coi nhiều clip rồi mà thấy chưa. Chiếc nào bán chiếc nào ngon như chiếc này đâu. Ừ, chưa có chiếc nào hả? Chưa giờ gặp chiếc nào mà. Ừ, đó giờ chưa gặp. Ừ. Chưa gặp luôn. Rồi. Xe này chủ xe là chơi với em, ảnh lớn rồi, con của ảnh là bằng tuổi em, hơn tuổi em luôn á, tin không, ảnh lớn lắm luôn á, ảnh gần năm mấy, gần 60 rồi. Về đi, về chưa, mưa rửa xe luôn, phải vô đó anh à. Chưa ký giấy luôn á anh em. Có nghĩa là lấy xe là chưa ký giấy luôn á. Chờ chứng minh được ký giấy sau. Giờ xe đẹp quá lấy về trước. Rồi. Có nghiên cứu chưa? Công tác khẩn cấp rồi. Bật lên rồi chạy. Rồi. Quá tuyệt vời. Mưa luôn á, nó tầm tã không? Đơi cho mưa luôn. Rồi, bữa nào anh em gặp lại cà phê nha. Ê. Nhớ nha. Đó, đúng rồi. Anh em ha, thì chiếc xe mà anh em sắp coi á là chiếc xe đó là chủ xe bán lại cho mình đó là ảnh là mở quán ốc ở số 00 Lô Sư đó. Anh em coi địa chỉ đi, ốc rất là ngon nha. Đó là ảnh đãi mình cái món gọi là thiên la địa võng đúng không anh? Thiên la địa võng đó, ngon lắm anh em. Để mình thử trước cho anh em ha. Anh em chơi mô tô á, ghế đây cũng được, chỗ rộng rãi để dựng xe mô tô cũng rất ok nha anh em. Này đường Nguyễn Thiện Thực, phường 1 quận mấy anh không? Phường 1 quận 3, cái khu này là nhiều quán ốc á. Em lính mình món thiên la địa võng sao em? Dám kêu ông đi về đây qua đây coi ông nội.
tươi không anh em? Ốc à, ốc còn sống á mình giết cho chết. Dạ. Thơm. Thôi, có phương bữa cho bá luôn. Này càng nhẹ. Này ốc mỡ. Nhiều lắm. Thôi giờ hôm qua mình ăn món đi ra địa giọng nữa. Anh em mà chơi mô tô quá qua đây giùm đi. Thoải mái lắm nha. Ở đây rộng lắm á. Ở đây rộng cực kỳ luôn. Thoải mái. Anh cũng chơi mô tô mà. Rồi. Cái này là cái gì ta? Cái này là cá, cá nướng với bạn. Đặc biệt luôn á. Cá, cá nướng với bạn hả? Cá này cá gì? Cá sa ba. Đây quán mát anh, lần đầu tiên qua mát. Ngồi chỗ gốc cây quá. Chủ yếu là cái chỗ rộng rãi đậu xe. Rồi nha, rồi ok anh em. Thôi, quay gần đi nè. Không những anh bán cho mình con rồi 15 ảnh còn chiếc xe nè. Nói chung độ quá trời luôn, nói chung rất là con này rất là dễ thương. Đó, rồi đó. Lâu không trời. Chưa đổ xăng vô luôn á. Bao lâu rồi anh? 3 năm rồi đó. Trời đất ơi. 3 năm đổ đầy bình vừa chưa đổ cho xăng vô lần thứ hai nữa đó. Bỏ luôn đi bên đây. Bỏ luôn đi.